Quốc Anh chào tất cả các bạn Đang dựa theo kênh trị liệu tâm trí và công bằng năng lượng Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Trong chủ đề của video lần này Quốc Anh chia sẻ về chủ đề Khiến hay đó nhớ đến bạn Qua cách chúng ta sử dụng luật hấp dẫn Sai lầm lớn nhất khi thể hiện là tập trung vào những gì bạn không muốn hơn là những gì bạn muốn thay vì tin rằng họ nhớ bạn bạn tin rằng họ không nhớ bạn điều này khiến bạn bị mắc kẹt trong những năng lượng tiêu cực như là lo lắng trầm cảm và cô đơn và bạn càng cảm thấy tiêu cực bạn càng tạo ra nhiều phản kháng chống lại những trải nghiệm yêu thương mà bạn thực sự mong muốn. Nếu bạn muốn làm cho ai đó nhớ bạn, bạn phải dựa vào cảm giác rung động tích cực. Bạn trải nghiệm cảm giác tích cực của một ai đó đang nhớ bạn, cuối cùng bạn sẽ biến điều đó thành hiện thực. Sau đây là những bước bạn có thể thực hiện. Điều thứ nhất, mô tả cách bạn muốn họ nhớ bạn. Bước đầu tiên để thể hiện ai đó nhớ bạn là mô tả bạn muốn họ nhớ mình như thế nào. Bước đầu tiên để thể hiện bất cứ điều gì là nhận biết rõ ràng về những gì bạn muốn. Rõ ràng về những gì bạn muốn thể hiện sẽ giúp bạn có được cảm giác của trải nghiệm đó và thu hút nó vào thực tế của bạn. Vì vậy, hãy lấy nhật ký biểu hiện của bạn ra và viết ra tên của người ấy. Sau đó, viết chi tiết về việc người ấy nhớ bạn như thế nào. Làm thế nào để họ thực sự cảm thấy bên trong Họ sẽ làm gì với cảm giác này? Họ sẽ xử lý như thế nào khi thiếu bạn? Mô tả kịch bản lý tưởng mà bạn muốn thể hiện. Bạn càng viết ra nhiều chi tiết, bạn càng dễ dàng đạt được sự phù hợp rung động với mong muốn của mình và biến nó thành hiện thực. Điều thứ hai, làm rõ tại sao bạn muốn nó. Bước thứ hai để thể hiện ai đó nhớ bạn là làm rõ lý do tại sao bạn muốn điều đó. Bước này rất quan trọng vì năng lượng của bạn tạo ra thực tế của bạn quy luật rung động nói rằng mọi thứ rung động bao gồm suy nghĩ và cảm xúc của bạn và theo luật hấp dẫn các năng lượng có dao động tương tự được hút vào nhau vì vậy bằng cách sắp xếp năng lượng của bạn với năng lượng mà bạn muốn trải nghiệm bạn sẽ thu hút mọi người đồ vật và tình huống phù hợp với bạn tóm lại năng lượng của bạn quyết định liệu bạn sẽ thu hút được những kết quả mà bạn muốn hay những kết quả mà bạn không muốn. Hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau đây để xác định ý định của bạn đằng sau mong muốn. Tại sao bạn muốn họ nhớ bạn? Bạn cảm thấy thế nào khi nhớ họ? Câu trả lời của bạn sẽ cho bạn biết liệu năng lượng của bạn là tích cực hay tiêu cực. Nếu bạn muốn họ nhớ bạn vì bạn đang bị mắc kẹt trong những cảm xúc rung động thấp như khen tuông hoặc sợ lỡ một mình thì bạn sẽ nhận được những kết quả tiêu cực phù hợp với rung động tiêu cực của bạn nếu bạn muốn họ nhớ bạn vì bạn được truyền cảm hứng từ những cảm xúc rung động cao như tình yêu và đam mê thì bạn sẽ nhận được những kết quả tích cực phù hợp với sự rung động tích cực của bạn bước thứ ba hình dung họ nhớ bạn bước thứ ba để thể hiện ngay đó đang nhớ bạn là hình dung họ đang nhớ bạn ngay bây giờ cách tốt nhất để có được cảm giác về những gì bạn muốn trải nghiệm là thông qua hình dung bạn có thể làm theo hình dung sau đây bắt đầu quá trình hình dung bằng cách nghĩ về một người cụ thể của bạn hãy tưởng tượng họ nhớ bạn và những việc họ làm là kết quả của việc nhớ bạn sau khi bạn đã tạo ra một bức tranh thực tế trong tâm trí của mình hãy chuyển sự chú ý của bạn sang những ý định và cảm xúc tích cực đang hỗ trợ cho mong muốn của bạn tưởng tượng tình yêu và sự đánh giá cao của họ dành cho bạn hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ mà hai bạn đã có trong quá khứ hãy nghĩ xem họ vui mừng như thế nào khi kết nối lại với bạn ngồi trong sự tĩnh lặng và để năng lượng tích cực này xâm chiếm cơ thể tâm trí và tinh thần của bạn bạn sẽ muốn ghi nhớ cảm giác này và sử dụng nó như một điểm tham chiếu tràn đầy năng lượng của bạn thay vì xoáy sâu vào những cảm xúc tiêu cực hãy khơi nguồn năng lượng tích cực này bất cứ khi nào bạn nhớ chúng bất cứ khi nào bạn cảm thấy nghi ngờ về biểu hiện của mình Hãy lắng nghe lại video này để điều chỉnh lại năng lượng của bạn. Bước thứ tư, bước thứ tư để thể hiện rằng ai đó đang nhớ bạn là khởi lên những lời khẳng định dành cho tình yêu. Lời khẳng định là những câu nói tích cực để giúp bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Hãy khởi lên những lời khẳng định của bạn để duy trì năng lượng tích cực mà bạn đã trao dồi ở bước bốn để bắt đầu hãy chọn bất kỳ câu khẳng định nào sau đây phù hợp với bạn và sử dụng chúng bất cứ khi nào bạn cần đối diện với những suy nghĩ tiêu cực tôi xứng đáng nhận được tình yêu tôi sẵn sàng cảm nhận tình huống này với tình yêu tôi cởi mở để cho và nhận tình yêu năng lượng tích cực của tôi là gợi cảm và hấp dẫn tôi thu hút các mối quan hệ yêu thương vào cuộc sống của mình tôi là toàn bộ và hoàn chỉnh ngay bây giờ cảm giác thật tuyệt vời khi được yêu tôi giải phóng quá khứ và tương lai tôi đầu hàng và tin tưởng vào sự dẫn dắt của vũ trụ chìa khóa để sử dụng những lời khẳng định những câu thần chú này là tin vào chúng chọn một vài câu khiến bạn cảm thấy thực sự hài lòng và nói chúng vào mỗi buổi sáng và mỗi tối để nâng cao sự rung động của bạn và thu hút nhiều kết quả tích cực hơn vào cuộc sống của bạn. Các bạn có thể lắng nghe những câu thần chú về tình yêu của anh chia sẻ tại kênh trị liệu tâm trí cân bằng năng lượng để có thêm thông tin hữu ích. Bước thứ năm, bước cuối cùng để thể hiện ai đó nhớ bạn là đơn giản buông bỏ và cho phép sự thể hiện của bạn thành hiện thực. Đừng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay lo lắng về kết quả. Khi bạn ám ảnh về kết quả bạn đang báo hiệu sự thiếu niềm tin của bạn vào vũ trụ. Bạn có nghĩ rằng vũ trụ sẽ giúp bạn biểu hiện nếu bạn không tin vào một sức mạnh cao hơn? Bài học lớn nhất ở đây là hãy kiên nhẫn và đơn giản là tin tưởng rằng vũ trụ luôn hỗ trợ và hướng dẫn bạn. Không để cho sự chấp trước của bạn vào một kết quả nào đó cản trở sự biểu hiện của bạn. Tập trung vào việc nâng cao năng lượng của chính bạn và cho họ không gian và thời gian để họ nghĩ về những gì họ thực sự muốn. Có lẽ họ sẽ liên hệ với bạn qua tin nhắn văn bản sau một hoặc hai tuần. Có lẽ họ cần một chút thời gian ở một mình để suy nghĩ về bước đi tiếp theo của họ. Hoặc có lẽ họ cần thực hiện một số công việc nội tâm và thực hiện một cuộc hành trình tâm linh trước khi họ sẵn sàng cam kết một mối quan hệ thực sự. Bằng cách luôn cởi mở với những khả năng vô hạn ở ngoài kia, bạn trở nên dễ tiếp thu với tất cả các tình huống, cơ hội và trải nghiệm có lợi cho bản thân bạn. Trong khi bạn đang chờ đợi sự thể hiện của mình, hãy giữ cho sự rung động của bạn ở mức cao bằng cách lắng nghe những câu thần chú, những câu khẳng định tích cực. Các bạn có thể cùng cộng hưởng vào lúc 22 giờ 22 phút mỗi ngày. Quốc Anh luôn chia sẻ những câu thần chú về tình yêu và chúng ta cùng cộng hưởng cầu nguyện về chủ đề tình yêu với nhau để giải phóng chứng duyên và khiến cho tình yêu của chúng ta sâu đậm bền chặt. Và nếu như bạn đang một mình, bạn có thể tìm gặp được tri kỷ của mình. Các bạn hãy dõi theo vào lúc 22 giờ 22 phút mỗi ngày. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc kênh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.